Xin cái chữ ký, cái fan ở ký hộ cho em đây. Xin chữ ký không? Ký à? Ký vào đây thôi, để xé cái mẫu ấy thôi mà. Cái ký như nào nhỉ? Ký chữ Ninh ấy. Ký như bình thường ở áo ấy. Nó đang nghe. Ký mỗi chữ Linh thôi. Đấy. Được rồi. Ok chưa? Được rồi. Cảm ơn nhé. Nhưng mà có in ra giấy gì nữa đâu để gửi cái này một fan để xem rõ ràng đó, coi nào. Rồi, làm gì okay. Có gì đâu, fan xin nhờ ấy mà. Giấy vay nợ, vay nợ chứ. Có mô à, có làm gì đâu, bảo xin cho fan mà. Không có vấn đề rồi, thôi đi, kiểu này có vấn đề rồi, đi ra chỗ khác đi. Đang đưa thầy và mọi người đến tham quan cửa hàng nhà anh Hòa nhé các bạn. Đang chào các bạn đấy. Con chào mọi người đấy. Con mèo của Đăng tên gì ấy? Con này tên là gì ấy? Ồ, Đăng không đặt tên cho nó à? Chỉ gọi mèo. Chỉ gọi mèo thôi à? Đây ở đây chỉ một tỉnh này thì có mỗi thậm chí là mấy tỉnh này cơ ạ. Chứ không phải là một tỉnh này đâu ạ. Có một cái tiệm bán đầy đủ. Vâng. Vì ví dụ như là các tỉnh lân cận ở đây, hay là ví dụ như dưới huyện của Quang Linh mà có muốn mua đồ khô hay là gạo kia thì cũng phải mua ở đây. Chứ không thì phải mua tận trên chỗ con cơ, là cách đây 500-700 cây cơ. Mà đây còn có những tỉnh còn đi sâu vào bên trong nữa, là cũng phải mua đồ đạc các thứ ở đây. Vâng, đấy. Một tháng là chị Hoài đây là cứ làm vài chuyến xe ô tô là bán đồ khô đi các tỉnh dưới đây. Một tháng chỉ cần mấy chuyến đấy là chở đi bán hả? Kiểu như mình ship cho họ ấy ạ. Hoặc là họ có xe thì tiện thì họ qua thì họ gọi thì mình lại. Vâng. Giống như võ sĩ các nơi. Bán cái này giàu lắm thầy ạ. Vâng, bán đồ khô này giàu lắm. Đấy. Mọi người chưa sang thì cứ nghĩ là bên này vẫn thiếu thốn, nhưng mà bây giờ tất cả là đồ mặt hàng Việt Nam mình cũng có hết đấy, ví dụ như là gạo hay là vâng. Dạ không đâu, người dân của họ bên này họ không dùng đồ này đâu ạ. Vâng, chỉ phục vụ cho người Việt mình thôi. Đấy. Nhà giàu thì họ cũng đến mua nhưng mà ít thôi, số ít thôi. Có những mặt hàng như ở Việt Nam mình là sang đây là cũng đã gọi là chào hàng gửi vào trong siêu thị ở bên này rồi đấy ạ. Và từ từ để xâm nhập dần vào thị trường ở bên đây. Cửa hàng đồ khô này bằng nhà con làm mấy cái tiệm nail mà. À. Bán hàng bán hóa đấy. Ở đây rồi ai nhà làm tiệm nail? Dạ có người làm ở trên nhà. Có thợ làm. Vâng, có thợ làm. Có thợ làm mà phải có thợ quản lý. Vâng, có cả thợ quản lý đấy. Nhà thì có đấy, chị cứ bán hàng, còn anh thỉnh thoảng là đi shipper, cho nên là nhà có phải thuê cái gì đâu, nên là lãi lợi nhuận rất là cao. Có thiếu con điện nhá. Chỗ này anh kiểu là trung tâm dung chuyển các đồ ăn cho các tỉnh gần lân cận các tỉnh. Việt Nam, Trung Quốc cho thứ khắp nơi người dân mà địa chỉ là giàu ra mới đến người ta mua thôi.
mì rồi. Chủ bố đến đây đến em bà con cộng đồng ra phần lớn người ta đồng hồ ủng hộ từ đây nó cũng có 3 đến 5 cái cửa hàng mình đang làm để ta biết chính người ta cũng quan hệ để giúp đỡ ông giúp đỡ cho bà con cộng đồng người ta cũng quan cho giúp lại ra một số để mua gì mấy cái từ đẹp không nào nó bán đây dung chuyển các tỉnh đi các tỉnh đây nó không như Việt Nam nó dễ đây nó khó khăn. Mỗi lần vận chuyển sang lên đây nó không ăn đồ ăn đồ uống qua công phải đồ công mấy tháng sang lên ra gần như kiểu như độc quyền một công mà từ Việt Nam á chuyển sang á cái tiền công nó là bao nhiêu như là 18-22 nghìn đô mỗi trăm triệu thì đúng rồi 4-5 trăm triệu giờ nó tiền tiền cước là mặt nó chục ngàn tiền công đông đi tàu đi tàu tàu biển tại vì công là lớn rồi nó phải đi tàu còn cái đó là vậy đấy chứ đi đường nào không còn mắc nữa vậy là mình đi từ Việt Nam qua bên cam bên bên này đường nó xa hơn bên Nam Mỹ nên thành nó đi không phải do cái không có xa nhưng mà do cái vận chuyển do vận chuyển xong họ trung chuyển xong họ lại qua cái nước chờ để đủ tàu thì họ mới đi đủ công họ mới đi bán đồ bán hàng đây toàn ship mấy trăm km lên các cái tỉnh lân cận ở đây nữa đấy tỉnh vào sâu bên bên trong đấy khắp nơi đã mua thậm chí đi cách đây phải sau đi mua xin vâng đấy năm bảy trăm thậm chí nghìn cây có nghìn cây ở đây giờ cái dân đây dân Angola dân bản địa hay dân đồ vào nhau Cuba thì Triều Tiên người ta ăn rất nhiều à, những đồ này rất cuộc cậy theo như dân họ gọi là đồ cao cấp đấy thì cao cấp thường những người người ta và thực tế phải những người có điều kiện người ta mới mua còn những người dân mà gọi làm công ăn lương người ta không bởi vì ăn một thì người ta làm một tháng thậm chí không bằng một bao gạo nên người ta không đến đâu mà đấy như thầy vô sẽ có cốt chuối gì rồi cốt chuối một loại này. Nhiều nơi khác thậm chí Việt Nam mình mà thậm chí không có thì phải đi nhập chỗ này chỗ khác nhưng đây là thu gom tất cả các nơi tầm biển nằm ở chợ thường là hạ cá thì cái tay họ không mặc không mua cái gì có người bán rồi đồ hải sản tôm cua nó đầy toàn đồ có cái bán Việt Nam mình thì nó gọi như một cái lông bò hút chẳng hạn như bò hút là một thùng mì tôm ở đây ở đây thùng mì tôm mình nghĩ là bán mấy tiền thùng nhỉ ô 406 còn gần 500 nghìn ô thế rẻ rẻ hơn trên em nhiều không rẻ hơn ở trên em ấy thì ở trên trên Luân Đa cũng nhập từ Việt Nam sang mà anh làm gì ấy? Bên đây xẻ nước ra để bán này. Thật á? Bán nước lọc luôn. Dân người ta không có tiền mua can to thì mình xẻ ra can bé. À, hay nhỉ, một hình thức kinh doanh mới hay thật. Chắc cái này lại Tiến Nguyễn lại bày đúng không? Tiến Nguyễn tuổi gì mà thế anh bán một cái chai này là bao tiền đây? 200 quan. Thế còn cái can này anh mua bao tiền? 800 quan. Bán cả can thì 1.500. Nên phải 1.500 người ta dân người ta không có. Cô ấy thì mình lại phải cắt chắt ra này mình bán nẻ. Không phải anh người bán được à? Hay à. Thứ bán nước mới mà kinh doanh mới. Cái gì ra tiền này em. À đây này. Nước là mua về nha các bạn. Đấy nó chờ vào đổ ra son này. Đấy nó được bảo mọi người là đây là đun sạch rồi này, đun sôi rồi này. Đấy. Thấy chưa? Ở trên Luân Đa có làm món này không? Ui giời. Cái này không nơi nào làm anh ạ. À. Làm sao mà anh nghĩ được? Nghĩ làm sao được? Linh có mua nước à? Hả? Mua nước hay sao vậy?
nghĩ không ra được. Đây là chất nước bán này ra đây có cả công nghệ bán nước này. Bán nước, nước lọc. Gần 15 nghìn em ạ. Hết tết rồi. Đây là từ lấy cái trái, lấy cái bình nhé. Đâu bán mà. Bán mà. Bán thật. Lấy làm gì? Lấy bình làm gì? Đây còn một chai này. Đang quay à? Đang quay. Chào các bạn đi. Chào các bạn nha. Đây. Có gì hả? Mua gì à? Đây đang định mua nước này, thấy bán nước hay hay. Buôn nước à? Buôn nước về luôn đa buôn nước. Luôn đa mà nghiên cứu bán cái món này được kia rồi. Có lãi à? Để thông báo em. Thôi để tôi cân mút. Hả? Hỏi được. Gì? Hỏi được thôi. Hỏi được thôi. Không chỉ thật không quan trọng chứ. Ăn được không? Không. Ăn được không? Không. Bây giờ một cái mấy anh em mà nhãn cổ. Lấy đi. Lấy mang tiền đi. Lấy đi. Hả? Lấy đi. Lấy đi. Chục cây. Mua bây giờ mấy anh em đi. Rưỡi à? Đắt rồi. Bao nhiêu? 50.000. Ui. Trên lên đôi thôi. Không, đấy là cái ní. Ví su là cái ní. Hỏi á. Mua bây giờ tặng anh em thì tặng mình chứ, mua về cho cả anh em nữa. Thì may đưa về nhà anh em tổ cùng ngày chứ đó. Không quay link nữa, quay link là tốn đồ lắm các bạn ạ. Cái gì mới quay vào là thấy là xin đồ mua đồ rồi. Ui còn 800.000 này. Cái gì đó. Xem có mua gì không? Mua gì đồ ăn đồ uống gì không? Đây lại một cái mình đang. Đây bánh đây này. Lấy tiền tu tí ta tí à? Quay thì người ta tiến đi. Tự nhiên quay được video này, mình đi trả tiền đố đi nữa. Ai làm thế? Ở nhà thiếu bạn. Nè Hương này. Ở nhà là tôi thiếu bia. Bia bạn. Đào. Cái này hát sát xong mới bắn gỗ. Bốn. Đẹp. Mà mua mất sát nhập, rọc sát nhập với bắn vô đấy. Bắn mất cực. Để biết tiền khác. Ngồi đấy. Ngồi đây. Đợi ký xong rồi xong tao về tao lấy cơm đó. Đang giới thiệu với thầy. Đây là siêu thị nhà anh Hoàng. Siêu thị ban ngày cứ bán, đóng hàng đóng hóa xong rồi anh Hoàng chạy đi ship. Đi ship là được thuê xe. Ship đi ship. Bán thì lãi gấp 3 gấp 5. Giàu hơi giàu. Họ thấy là họ tưởng chị ép cướp. Toàn đi ship, anh toàn đi ship. Toàn chị bán hàng này con không biết hàng gì đâu. Bán này không hề quan tâm, không hề biết gì. Toàn vợ bán, anh em trong nhà bán thì không biết cái gì đâu. Anh Hòa thì làm công trình. Mỗi người một việc, anh em mỗi người một việc. Thế mình chỉ là đứng bóng làm đấy thôi, còn cho vợ con thì buôn bán đấy. Anh nhiệt tình. Anh em xuống cái là công trình đang làm là quần áo đầy vữa biết cái thứ lại chạy vào trong xe thay bộ quần áo mới là về tiếp đón anh em không kinh vét giày nên có mặc có đeo tiếp đâu mà lúc nào nó không thật sự quần áo nó cứ bỏ trong sẵn sau xe nó có một vài bộ trong vali khi nào mà mặc dép mà quần cọc ấy là đi chơi mà đùng cái mà đâu gọi đến cơ quan gọi đi họp một cái là lên xe đi luôn đến nơi lên ngồi trong xe thay quần áo vào họp này ra. Thì tất cả đồ khô, đồ ăn Việt Nam là anh em dưới kia là toàn lên đây mua chứ. Tất cả anh em riêng đội Quang Linh vâng. Ủng hộ nhiều lắm. Mua thì đa số là được giảm 50% nhưng mà vẫn lãi được. lãi được đâu. Người khác thì lãi 10 thôi, đây lãi 5-6 rồi. Đấy, như thầy có biết đi chỗ con mình một tháng là lấy biết bao nhiêu tiền ăn mà anh em trên đấy còn không nấu ăn đấy, ngoài ngoài cứ toàn ăn mì tôm thôi, cứ sáng thì làm tối về được một bữa cơm tối thôi, rất vất vả. Này có đầu bếp rồi. Đấy, như thường giờ mới tuyển đầu bếp sao, thông thường trước là cứ sáng dậy là anh em là cứ vác mì tôm bỏ mất trên xe, bếp là vào trong rừng đấy là nấu ăn qua bữa mì tôm tối về mới làm món cơm. Thầy nên để mấy bữa là thầy nhìn thầy biết vất vả. Không mà cô thấy bữa cơm chiều của Quang Linh cũng rất là chất lượng. Vâng. Chất lượng lắm.
ở đây có thật cô với thầy sang này mới như thế đấy, còn bình thường bình thường thì mạnh ai người ăn dọn mâm cơm ra mà ăn không biết mà bình thường dọn mâm cơm ra mà có con gà mà bảy tám người ăn là phải tranh nhau ăn đấy đã. Tại vì mới làm cái bàn, còn lúc trước đâu có bàn thì ra mạnh ai mới ăn chứ cái bàn đâu. Hôm nay xuống làm cái bàn, thầy bởi vì cô chỗ là ngồi với đất thì chết. Vậy là nghe tin thầy qua là phải làm cái bàn để thầy ngồi đó thầy ơi. Không, một lần á nó chiếu lên tại ngồi dưới đất không một hai. À vâng. Không ngồi dưới đất bình thường thầy phải chu đáo lắm, chuẩn bị sẵn chuẩn bị hết. Mà đây cũng vui lắm, đây tấp nập. Cả ngày luôn, cũng là khách thứ Việt Nam thì chúng người nước ngoài. Đến đây. Mà đây còn bán là con bán là không trưng bày, không quảng cáo đó, yeah. Không có hình ảnh, chỉ có những cái người bạn. Ví dụ như chẳng hạn như Quang Linh bán ở Việt Nam mình thì không nói rồi, gần ở đâu biết hết, ở những người nước ngoài. Dân bản địa mình bán được một người này thì bắt người này người ta lại giới thiệu cho người kia, hướng dẫn để ở đây bây giờ mình là thành một cái thương hiệu không cần phải quảng cáo nữa, khách quen mình bán. Chung với kiểu mà quan hệ vậy thì nhiều người biết. Yeah. Lượng khách rất là kiểu lượng khách mà để đến người ta ủng hộ mua rất là đông. Mình bán lẻ theo người khác mà bán buôn thì người khác. Ngày ai mua sỉ mình cũng bán luôn. Vâng, ở đây sẽ bán hết ship đi khắp nơi. Ship khắp nơi, các quận, các huyện. Ship đi. Đây là tổng đại lý rồi. Vâng, có ship đi đây, các tỉnh đây, lân lân cận gần đây này. Bên này thì họ mua không kiểu mua một gói hay hai gói, là cứ làm thùng hay là 10 gói hay là 20 gói. Tại vì mỗi lần có như Quang Linh bây giờ mà lấy một tháng là lấy thì anh đều không biết bao nhiêu nhỉ? Chịu ai? 700.000 đấy. Hả? Tầm 300-400 đấy. Nhưng mà được cái này hơn chỗ anh em lại chịu được, nhưng mà tháng lấy chịu chiều cứ chịu cả tháng mà muốn lại đấy cứ lên lấy như này anh làm đấy để vay phát được cùng chơi thôi, lấy cả cục tính trả luôn đang lên cứ lấy xong đi tìm Quang Linh đâu. Quang Linh tất cả anh em cứ tem đến đây bảo em lấy cho Quang Linh, ông nào đến cứ lấy Quang Linh thôi. Bây giờ mười mấy người Việt Nam đấy, cứ một hộ như gia đình của Quang Linh ở trên đấy, một tem trên đấy là một tháng là mấy trăm nghìn quan một gia đình rồi. Được. Mà ở đây là mấy trăm hộ gia đình đấy, nói về riêng người Việt Nam đấy, trong tỉnh này còn các tỉnh khác nữa. Ở đây nó thuộc nó như Việt Nam thì trăm người bán vạn, mua đây thì có một hai người bán thôi. Vâng, đúng rồi. Việt Nam bán vậy nhiều, có một chút là đi xíu là có một vâng cửa hàng nhiều chạy đặc đặc luôn. Ở mặt ông mình lòng luôn à? Đổ xong rồi, xong đổ xong để hẳn vào ấy luôn chứ. Nước à, thế đổ can 20 lít. Mic hết rồi, hết pin rồi. Anh ơi bán à? Bán luôn. Bán cả nước cả mật ong luôn rồi. Ủa, tưởng cho. Không bán như cái gì phải kiếm ăn như này thế. Vừa lấy em là cái này nguyên chất đấy. Đúng rồi, mật ong rừng đấy này. Có pha đường không? Không. Đường đắt hơn cả mật ong pha đây. Làm ăn anh buôn bán thật thà như thế này mà lại nói câu đấy ai mang tiếng anh chết. Mật ong này để làm ấy à? À anh. Mật ong này để. À thế rồi. Cái này cũng được 3 can nhỉ? Không được 3 can gì. Cô ơi, cô về Sài Gòn đúng không cô? Lần này là về là bay thẳng vào Sài Gòn hả cô? Không, về đúng rồi, tới Sài Gòn luôn. À vâng. Cô cho con gửi một can về quận 4 đấy nhá. Để tí con viết địa chỉ vào đây. Viết địa chỉ xong rồi kêu ra đó lấy. Vâng. Tí con viết địa chỉ, xong rồi ký tên QR vào đấy là người nhận là người ta biết mà. Đấy, đi lên thăm anh chị thì là anh chị cũng có mật ong để gửi cho thầy với cô mang về Việt Nam để làm quà cho các bạn. Thì cũng tiện thì mình cũng xin một chai tầm 1.5 lít gửi về quận 4, tại vì cái này mà cái này đi quét rác nhiều các thứ ấy, mệt. Cái này là đâu lấy chai nhỏ nhỏ này gửi về quận 4 là được rồi. Lại thấy em đi dọn rác đi vất vả quá đúng không? Đúng rồi. Nền da lại xấu đi đúng không? Đúng anh ạ. Cái này còn đắp được cả mặt lạ mà. Ừ, thế anh em lo lắng như thế là được rồi đúng không? Lau công phải dùng mật ong. Để mình viết cái địa chỉ. Em biết thì rót hết vào chai nhỏ. Rót hết vào chai nhỏ đẹp. Gọn hơn đấy. Gọn hơn để mình đóng vào vali nó cũng dễ. Đúng rồi, đóng vào vali nó dễ. Thế là đổ nước lại.
lại rất lại bán nồi cơm điện luôn ha. Đủ thứ luôn. Linh ơi. Linh. Chị cho em xin cái bút với tờ giấy. Cho em một quyển sổ. Linh ơi, anh nhỏ tí Linh ơi. Linh ký xin chữ ký. Linh ơi, đâu rồi? Đâu đâu chú Linh đâu rồi? Ừ. Sao ngồi đây ấy? Gì đấy? Cho xin cái chữ ký cái fan ở ký hộ em đây. Xin chữ ký không? Ký à? Ký vào đây thôi để xé cái mẫu ấy thôi mà. Ký như nào nhỉ? Ký chữ Linh ấy. Ký như bình thường ở áo ấy. Nào nghe. Ký mỗi chữ Linh thôi. Đấy. Rồi. Ok chưa? Rồi. Cảm ơn nhé. Nhưng mà có in ra giấy gì nữa? Đâu để gửi cái này một fan. Để xem rõ ràng đó. Coi nào. Rồi. Làm gì okay. Có gì đâu. Fan xin nhờ mà. Giấy vay nợ. Vay nợ chứ. Có mỗi. À có làm gì đâu, bỏ xin cho fan mà. Không có vấn đề rồi. Thôi đi. Kiểu này có vấn đề rồi. Thôi đi ra chỗ khác đi. Nè. Có gì đâu, thật mà gửi về cho fan mà. Vấn đề gì đâu. Hôm trước livestream thì hứa với fan là xin một cái chữ ký của Linh, mình cũng hứa với các bạn ấy là để cho Linh xin Linh ký cái để gửi về cho bạn ấy mà. Yeah. Thì bạn ấy xin chữ ký thôi, không để cắt đoạn này thôi, ghi được gì đâu. Thôi vào ngồi với thầy đi, vào ngồi uống nước tiếp thầy đi. Ừ. Ngồi đây đi. Hả? Đây đi. Mực thơm này. Nướng đi. Ăn không? Có. Để nướng. Mua. Nướng ở đây. Mua tặng cho anh em vậy thì hai nữa. Ờ thì lấy một bịch thôi. Đấy. Đã tặng cho anh Trạng chứ. Giờ đi đâu? Đông người tốn kém này. Lấy chút. Ở trên đấy lấy. Nói rồi thôi. Thôi, lấy đi. Chị Oai để em hai cái này nhá. Vâng, tính vào hóa đơn của Tiến Nguyễn em cái. Hôm trước anh Tiến vẫn. Đâu, Tiến Nguyễn qua đấy đâu mà tính. Tiến Nguyễn vẫn thiếu em ấy tiền mà. Không. Không liên quan đến Tiến Nguyễn. Có rồi. Có mua không? Có. Thôi rồi tôi nói. Thôi lấy hai bịch đi. Lấy bịch đi. Cười lên cái cho vui mà. Cười lên cái nhiều khi. Đây, này tôi lấy em hai này nhá. Với cả đôi tông nữa. Không thấy được. Đấy, một buồn thế. Buồn đâu ấy. Đây anh lấy túi cho. Thôi, lấy quà mà người ta không vui thì lấy làm gì các bạn. Thôi lấy đi. Thôi lấy bịch đi. Thôi lấy hai bịch đi. Đây này, đảo nhá. Đấy. Lấy hai bịch đi, lấy hai bịch đi. Lấy hai bịch đi. Hai bịch lấy tiền đây chị ơi. Hai bịch 30.000. 30.000 đấy. Ừ được mà. Sao được mà. Đấy. Không phải hỏi chứ. Thôi lấy bịch. Thôi lấy đi, lấy hai bịch đi. Dưới đấy 20 người lấy bịch ăn gì. Đang làm lóng chó. Này định chia mỗi người một con á. Này đếm là định chia mỗi người con á. Lúc nào tiền tôi tin lên. À đây là túi. Chứ ai lấy. Cho túi. Nhiều khi anh này cũng còn đóng thì cả là như thế quan trọng đâu tiền năm không quan trọng đâu không có túi to nhỉ mì tôm với nhau có mì tôm ăn mì tôm có mực ăn mực vâng thôi nhưng mà Tiến Tú Ti nói mà kỷ niệm cho mấy anh em ở dưới nhà ấy. Thôi thôi anh Quý tắt máy quay đi không tí này tốn tiền. Đó, tiền đâu. Ê chị nhá. Tiền tôi tí nhá. Tôi bỏ bò cái kia. Ông ấy ông lại cho nó cái túi bông to. Vâng.
tới thành phố cái con kêu vô tới. Vâng. Con thì cũng không rõ địa chỉ lắm nhưng mà người nhận thì cứ nhìn cái chữ ký này là được rồi. Vâng. Gửi về thành phố dùm, nhận đi đến Việt Nam. Gửi cho người trong Việt Nam. Gửi cho người Việt Nam. Vâng. Quận 4 đấy. Quận 4. Đây chữ Q4 là được rồi. Biết mà. Chủ yếu là nhìn cái này này chứ mình biết chi chi đây quan tâm gì đâu mà. Để dán vào hả? Vâng, địa chỉ. Có cái kéo nhỉ. Đây rồi, đây. Địa chỉ nó ghi dán vô. Em vô rồi cái người đó vô, sang bay sang giảm, ai biết. Vâng, về đến đấy thì con có người nhận, người có người liên hệ để nhận ạ. Đây thì cho con sao nó ở quận mấy chứ bỏ bên thầy ở lại Sài Gòn mà. Vâng. Sài Gòn mà kiếm tên vô thầy thấy cho dễ. Không để nó ghi địa chỉ đi. Đừng nói có em ghệ nhí nào thành phố nha. Được. Đâu cái này con vâng ạ. Con người sai trong đấy. Dạ. Không nói được. Cái này khó nói. Khó nói, nhiều lúc mình không biết được. Nhưng mà em nào đẹp đẹp ở trong chân dài trong đó sao biết. Thôi chân ngắn được rồi, đừng chân dài. Địa chỉ nó mới tới lấy chứ. Đấy. Đi số điện thoại tới nó đúng số điện thoại này mà giao. Quảng Linh. Phạm viết nào nhỉ? À này. R này. M này. Quận 4 nha, địa chỉ. Địa chỉ. Hả? Không gửi về cho ấy mà cho bạn Phan. Phan của anh xin mà. Đâu? Hả? Gì có gì có ghi giấy lợ giấy nước gì đâu nói gì. Quận 4. Hử? Quận đâu mà quận 4? Tư. Không ghi địa chỉ sao biết? À. Fan của anh mà, em nó sao biết được? Đấy. Cái này chứ nó tròn. Không, quấn lên cái nắp luôn. Đấy, quấn vào đây luôn này. Đó, nắp luôn. Dạ. Ôi, ở đây sau chưa kỳ mất đấy. Mất ra được đi. Nhìn cái biết ngay mà. Phan hâm mộ đó. Đấy, ví dụ về nhá. Chữ ký này là 20 con mực ấy. Hả? Thật mà. Uy tín không các bạn? Đấy. Đấy mấy ký mất 20 con mực ngay. À, con gửi cô nhá, để cô về cô cầm hộ con đấy. Con gửi thầy. Tắt má. Thầy chúc và bỏ chung người ta. Bỏ chung nó luôn. Vâng ạ. Đây con đánh dấu rồi, có chữ ký của Linh đây rồi dạ. Không có chữ ký của Linh không nhận đâu. Linh ký đâu? Đây ạ. Thấy con ký mà. Đây, chữ ký đây. Đó. Chữ ký Linh mất cái nét rồi văng vô đó. Còn cái này bóc ra là rách này. Không, người ta chỉ cần nhìn qua là người ta biết rồi. Người quen. Rồi. Đây là gì? Kỷ niệm đây là gì nữa? Quà đây là gì nữa? Uống cái này vào đẹp da này. Đi ra ngoài lao động các kiểu này, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời này. Tối về làm kem trộn các kiểu này, đắp mặt này. Được rồi, lại trả tiền mực cái đấy. Đâu nhỉ? Ví đâu ấy nhỉ? Quên rồi, cho mượn 30 đi. Đấy. Cho mượn 30 đi, tí ra xe lấy gửi sau. 3 con 6 1 con 7. 3 con 6 1 con 7 à? Chị em gửi tiền đấy. À ok. Đấy, cho lấy mượn đó. Cho mua cho nó lại đến mình đi ta ấy. Chỉ tí thì đây. Mượn đây. Nói cho đúng ra như thế. Rồi cho nó phải rõ ràng thôi. Rõ ràng. Tí quên.